đêm người ta đi hóng gió cũng đánh à? Đây đây, hai đánh một hả? Mẹ có sự tính toán không hề nhẹ anh em ạ. Mày nhớt lắm. Thằng này 500 triệu kêu đánh gì? Nói chứ phải cất con cao cao đi anh em. Tôi phải cất con cao cao đi các bạn. Phàm chắc vỡ mồm quá. Ấy à. Sợi. Đậu xài. À giả mình 4 trận kinh quá. Ôi cướp rep được căng ấy. À để xéo mình đi ngủ à. Chờ này đến nữa. Ơ sao không đến. Ô, ông nội này đi nửa đường quay về ạ. Sợ méo gì. Đây đây tôi lo nha. Nó đồng đấy anh em. Đồng đấy mấy đạo đây. 1, 2. Thằng này đi nửa đường rồi kéo về nhở. Đồng lắm anh em. Không, à, nó giãn giãn là tí là tôi đập luôn. Thí tạc cái đà, thí cái tôi xin thôi. Hiểu lính thế. Mấy đảo nhỉ? 2, 3, 4, 5, 6. À trận all in, nó all in đấy anh em. Thằng này nó all in đấy, all in tao lượm luôn. Nhờn té. Nó đánh hai thằng không thể nào nó nhịp nhàng bằng một thằng đánh được anh em. Kiểu gì cũng một thằng bỏ lại một thằng chạy thôi. Thằng kia nó chạy cái đợt này luôn. Giãn ra được rồi đúng không? À nó méo chạy. Mày hết một kinh luôn. Tôi nói chứ bệnh viện mình còn nhiều không chậm. Tôi không chắc bệnh viện còn nhiều không em. Bọn này đâu còn nhiều lính đâu, bọn nó sẽ đánh mình nữa. Ôi quá tay. Ok anh em, chưa sinh đi. Chạy chi nữa. Cao AE,
À, đi cướp rít đi cướp rét không yên nữa. Tao ói mặt mày luôn đó. Cái mặt ói mình đâu nhỉ? Để nếm lưỡi dao của ta. Mình chẳng có Salah, mình chỉ lâu có mỗi con có gì nhở, lâu mỗi William đánh máu nhở. Thôi thì thằng này ở lại đây thì nó bốc bốc tí rồi. Tính là con thầy có con Henry câu vãi ngồi luôn đấy. Đùa chứ không biết con Henry thằng kia nó xài cái gì nó trâu dữ ta. Cái thằng này nó không bay đi nó còn nhây nữa. À, tôi chỉ muốn liếm rét thôi mà khổ quá vậy. Đột này nó vip cao dữ bây. Mọi thiệt hại cộng 15. The fuck. Ủa thằng này nó mạnh dữ vậy. Ủa thằng này nó mạnh vãi các bạn. Thế quái nào mà mọi thiệt hại nó cộng 15 nhở. Thằng này vip 17 hả. Này vip 17 đó anh em. Vip 17 á. Nó vip 17 các bạn. Nó chắc là đánh nhau ít á. Của mình có 5,5 mà. Của nó chơi cho lên tới 15. 15 ở đây là nó mắc tech luôn á. Nếu mà mình không nhầm là nó mắc tech công nghệ luôn á. Mạnh vãi nổi vậy. Không ngờ nó mạnh vậy luôn anh em. Nó thấy méo nó thấy nó sai sai nhở. Thằng đấy là mắc tech à. Con vũ của nó thì yếu nhất. Méo là sao mọi thiệt hại nó cao vậy ta.
Hay là nó búp búp kinh nãy có đâu ta? Ủa sao mọi thiệt hại rất cao vậy anh em? Mình cũng không không chắc nữa. Mình nghĩ là nó VIP 17 nhưng mà nó mắc tách luôn hả? Mắc tách luôn gì ghê. Không rồi, chắc chắc là bình thường thôi. Mình không nhớ cái búp kinh của nó tặng cái gì. Cứ thấy nó sai sai sao nhở? Ở đây mọi thằng thiệt hại đây có 9,5 này. À đây là thằng khác. Đúng, mẹ bắn con Henry Boudica này đúng đau tay luôn. Đúng rồi, mọi thiệt hại này là ấy rồi, mọi thiệt hại như vậy là mắc cái bên này rồi. Mắc cái này này anh em. Nó kiểu nó không mở 7 đạo á. Mình nghĩ là không mở 7 đạo là một này. Thế thôi, không mở 7 đạo. Để nâng lấy cái này, nó đánh ít đạo. Với lại VIP 17. Nâng lấy VIP 17 đấy. Nó chơi cũng lâu rồi mà. Ra, VIP 17 ra cho tôi đấm để phát nữa. Ta sẽ cai trị người dân Norman. Số phận. Ta sẽ cai trị người dân Normandy. Số phận của ta. Ta chính là thần vua của Prague. Ta sẽ cai trị người dân Normandy. Số phận của ta. Ta sẽ cai trị người dân Normandy. Má cái đạo cuối cùng trong Sida quá. Chào Paper Louis. Này on ghê. Mày tính là đi ngủ ấy mà gặp mày thấy thằng này nó đánh nhây quá. Oh shit. Nó chưa phải đi chữa rep anh em. Chữa linh. Lính không là gãy đâu ạ. Ô, nó ra tiếp mà. Giờ mà có thêm thằng nữa bay lên thì tôi mới toang. Chát lên khí à? Khí thì chát thì em xin. Cửa ải này khó đi quá anh em.
Thôi đánh con nào trước cũng như nhau anh em ơi. Tập đấy đánh con nào trước cũng như nhau thôi. Này đúng kiểu sống lâu thành huyền thoại luôn đấy. Để kỷ niệm những khoảnh khắc đáng nhớ. Mà đánh lan chúng nói sao một lời kìa. Nói chung là cái thằng đấy mình cũng méo hiểu tại sao. Mình cảm giác nó cũng kiểu tách tiếc cũng ok. VIP 17 mà sao nó cứ yếu yếu thế méo nào vậy. Nó đánh cái gì á? Nó T4 à? Giờ chắc ra nữa, chắc nó ra nữa để đánh nhau quá. Không, tướng tá thì nó cũng giống mình thôi, nhưng mà mình nghĩ là thằng này là kiểu kiểu sao ta, mình nghĩ là kiểu chơi lâu thành huyền thoại ấy. Cái 17 chắc là dồn game, chứ mình thấy đồ thằng này chắc là yếu hơn mình, đồ mình chắc cũng chả mạnh đâu, nhưng mà nó đứng trên lãnh thổ liên minh xong mẹ nó VIP 17 nó lại mắc cái tách tăng thiệt hại rồi. Tôi cũng méo hiểu tại sao lại yếu vậy luôn các bạn. Tức là kiểu thường một cái người mà mắc cái tách thiệt hại với lại VIP 17 thì thường người ta cũng phải khá là khỏe, nhưng mà thằng này yếu yếu kiểu gì ấy mà chả biết tại sao luôn. Cao cao của tôi lỗ vãi nồi luôn. Tiếp rét làm gì ạ? Ai tiếp rét?